Xin hỏi anh Đạo ơi, những cái diễn biến nãy giờ chúng ta thảo luận, đặc biệt là sự trở lại của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện, họ đang tạm gọi là ủng hộ cái phe khối khối tự do chống cộng sản xã hội chủ nghĩa, thì với kinh nghiệm mà hay đi vận động quốc tế của anh thấy mình có cơ hội nào ở Hoa Kỳ không anh? Giải Mình pháp có của mình đó. mình phải đi nói với người dân Hoa Kỳ về những cái gì mình hiểu về chủ nghĩa Đảng. Mà có một điều tôi vô cùng lo lắng, mà cái chuyện này nó sẽ làm cho nước Mỹ sụp đổ như là đế quốc La Mã đã sụp đổ. Thì từ chiến tranh Việt Nam đó, thì chúng ta biết là cái khu tam giác vàng đó, nó đổ cocaine vô cho lính Mỹ ở Việt Nam, thì cái đó là Tàu Cộng làm. Thì Tàu Cộng, chiến tranh đó là chiến tranh đẳng không quy ước và bắt đầu từ thời mà chiến tranh Việt Nam tới bây giờ. Thì chúng ta thấy rõ rằng á, 58.000 lính Mỹ chết, nhưng mà hàng trăm ngàn lính Mỹ nghiện ngập, về nhà là không còn về nhà được nữa, không còn là người bình thường được nữa, mà phải trở thành homeless là vì cái tình trạng nghiện ngập. Bây giờ cuộc chiến nó tiếp tục và tiếp tục cho đến giai đoạn này. Năm vừa rồi 110.000 dân Mỹ từ 18 đến 45 chết vì thuốc, mà cái thuốc đó là thuốc độc địa gấp trăm lần cái thuốc cocaine thường. Thì tụi Tàu đó nó chế ra rất là nhiều thứ, ma túy đá, đủ loại ma túy hết, mà tất cả những cái đó đang tiêu diệt cái mầm non mà tương lai của nước Mỹ. Mà thêm tổng thống Biden là mở cửa biên giới miền Nam. Nếu chúng ta nhìn thấy cái thành tích mà bắt truck của hải quan Mỹ đó, nó từ 1 tấn nó đến 3 tấn, 7 tấn, rồi nó lên tới mấy chục tấn, bây giờ nó tùm lum tấn hết, kêu bằng nó vượt kỷ lục mãi mãi. Mà cái điều mà Biden đang làm đó là thả cho tụi truck gian nó vô nước Mỹ, nó lập tiệm bán lẻ khắp hang cùng ngõ hẻm của nước Mỹ, và nó cũng sẽ lan qua Canada. Ở Việt Nam, tụi Tàu Cộng đã đi theo cái chính sách này từ lâu rồi. Thành ra các bạn thanh niên Việt Nam nếu bị nghiện ngập, đó là tương lai nước Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Các bạn nhớ rằng cái đế quốc La Mã nó không phải sụp đổ gì thật sự là vì chiến tranh, mà là vì cái xã hội của nó bị đủ thứ chuyện gọi là tồi tệ, nó mới sụp đổ. Từ cái tồi tệ, những cái nghiện ngập ăn chơi mà kinh khủng là của nước La Mã đó, nó khiến cho quân đội bị hỗn loạn, không còn sức mạnh nữa, và Mã mới sụp đổ. Thì nước Mỹ này nó có cuộc chiến mà dài lâu không, mà người Mỹ không để ý tới, mà người Mỹ tưởng rằng cái đó là nó không có quan trọng, bởi vì họ không có ra sức họ chống cái điều đó, mà họ không có nói với nhau để cho hiểu, mà họ vẫn tiếp tục, chính họ mở rộng cái chuyện mà hút sách ra. Đó là bây giờ họ cho hút hút cần sa công khai, marijuana đó, thì chính là marijuana sẽ mở đầu cho những cái thứ thuốc nặng hơn, khiến cho người thanh niên Mỹ thì chết dần, chết mòn và chết bụi. Ở Boston này, nếu mà chúng tôi đi tới cái khu vực mà gần chỗ khu Việt Nam đó, phải là ngày nào đi chợ ở đó thì có mấy cái chợ grocery của người Tàu bán, chợ bán sỉ. Chúng ta đi tới khu vực đó, hàng trăm trăm người, nhưng mà người ta thống kê là Boston này người mấy ngàn người như vậy, thì họ họ bị thuốc lắc đó, họ đứng không đứng yên, họ đầu lắc chân lắc, tay chân lắc lắc, lúc nào cũng là cái con mắt, cái tay, cái chân họ là đờ đờ, và suốt ngày họ chỉ biết ăn và kiếm kiếm thuốc để hút thôi, hoặc là họ đi vô cái clinic để lấy cái thuốc cai. Thì đó là cái tệ nạn xã hội của nước Mỹ hiện tại xảy ra ở Boston, New York, Los Angeles, San Francisco và cả ở Hawaii. Nếu mà chúng ta đi bãi biển Waikiki thì bây giờ homeless khủng khiếp luôn, mà chính đó là những người sản phẩm bị nghiện ngập của Tàu Cộng nó gây ra cho người dân Mỹ. Mà nếu người Mỹ không biết báo động về chuyện này và dùng toàn lực để chống lại chuyện này, thì nước Mỹ sẽ bị đánh từ ở dưới bụng và sẽ bị sụp từ đầu gối, và sẽ bị tự 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 tiêu diệt. 110.000 người, chiến tranh Việt Nam 10 năm có 58.000 người, mà trong vòng 1 năm chết 110.000 người thanh niên Mỹ. Xin hết. À, cho hỏi cái câu này cho Đạo nha. Cái fentanyl đó là cái thuốc mà nó vô cái đường lậu ở dưới cái biên giới mà mở cửa ở dưới Mexico đó, nghĩa là vô dữ dội đó. Mà theo báo nó nói, tin tức nó nói là cái đó là giết người, nhưng mà cái thuốc đó là cái thuốc mà kêu là hợp pháp phải không, chứ không phải là như là cocaine, 100% sản xuất ở bên Tàu, nhưng mà là hợp pháp phải không? thuốc thuốc tê, thuốc mê để giải phẫu, nhưng Mà mà là người ta dùng rất là kỹ lưỡng ở trong y tế. Còn ở ngoài đó, hiện tại đó, nó trộn cái fentanyl đó, nó mạnh gấp trăm lần, phải nói là 100 lần hơn là cái loại mà cái thuốc mà thường mình nghe nói là thuốc thuốc mà thuốc đau của mình đó, thì nó nặng hơn 100 lần. Mà khi mà nó trộn thì nó trộn vô cocaine, mà mỗi cái tụi dealer nó trộn một cách khác, thành ra thường thường là thanh niên Mỹ hút vô cái liều cocaine đó thì là đủ để overdose, chết 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 đứng luôn, không có cái gì cứu được đó. Khi mà nó mê rồi là không còn cứu được nữa, mày sẽ chết. Đó là nhưng mà cái câu anh hỏi đó là cái fentanyl đó là mới, còn cái thời trước là 10 năm 20 năm trước đó là không có fentanyl phải không, bây giờ là mới bắt đầu có từ đúng từ rồi, trung tộc 10 năm 20 năm nay thôi, thì à. nó sẽ cao những cái vụ mà gọi là thuốc mà thuốc lắc đó. Thuốc lắc là nó gọi là
nó giống như là rock, mà rock cocaine á, nó là những cái chất phụ từ cocaine mà nó làm ra, và tất cả những chất hóa học đó, kể cả bác sĩ Mỹ ở trong emergency không biết hết mấy chuyện này và không cứu được. Bác sĩ nói ta biết nó bị overdose thuốc, nhưng mà ta không biết cái loại thuốc đó là cái công thức nó là cái gì, và nếu có và có cái thuốc để chống lại cái đó thì khi mà đã chở người bệnh tới emergency là đã quá muộn, chắc chết thôi, chứ dù có thuốc cứu không kịp. Thì thuốc đó là thuốc legal mà nó dùng trong phòng giải phẫu, nhưng mà nó dùng ở ngoài đó là nó quá rẻ và nó tràn ngập vô nước Mỹ qua cái đường là sản xuất bên Tàu. Đó là 100% thuốc đó sản xuất bên Tàu mà chuyển qua. Hiện tại bây giờ nếu mình đi lên cái cảng, mà cảng ở Cali đó, thì cái cảng đó, cảng container, nó từ Orange County đi qua cái cảng đó, nó ít hơn 1% là được kiểm soát, mà tất cả các container đó nó chồng lên 7-8 tầng cao, và không có chó nào gọi là chó của hải quan mà nâng lên đó để hửi hết đó. Thành ra thuốc nó ồ ạt, nó chuyển vô nước Mỹ bằng ngã container và bằng ngã mà di dân lậu ở phía miền Nam. Thì anh Hải, nếu mà anh Hải nghiên cứu thì anh Hải vô đặt cái vấn đề đối với Đảng Cộng Hòa đó là một cái nguy cơ mà nước Mỹ không có chống lại được, mà chắc chắn là nó không gây ra chiến tranh, mà nước Mỹ sẽ chết vì cái chuyện này. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Bây giờ chúng ta đến với phần câu hỏi và thảo luận cùng quý khán thính giả.